Hello, Vlog và được biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình trò chuyện về bóng đá Việt Nam trưa ngày hôm nay, ngày 13 tháng 4 năm 2024. Ngày hôm nay thì Vlog và đừng biết lên sóng khá là muộn. Lý do là cả buổi sáng cho đến đầu giờ chiều ngày hôm nay thì mình tập trung để đi phỏng vấn một nhân vật rất là thú vị. Và với nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì đều biết đến anh này. Tất nhiên là mình sẽ không tiết lộ sớm. Vào ngày thứ hai tới thì mình sẽ có một cái đoạn clip toàn bộ những cái nội dung chia sẻ rất là thú vị về bóng đá Việt Nam. Mình sẽ gửi đến cho quý khán giả sau khi mà mình dựng xong đoạn clip. Cái buổi trưa ngày hôm nay thì mình đã dành một cái cuộc trò chuyện có thể nói là rất là thú vị với nhiều thông tin đặc biệt để mang đến cho quý khán giả. Và vì vậy mà hôm nay thì bây giờ mới là 15 giờ 25 phút thì mình mới lên sóng để trò chuyện cùng với quý khán giả được. Rất là mong là cả nhà thông cảm cho Vlog ngoài đường pit. Chiều ngày hôm nay thì giải hạng nhì quốc gia sẽ tiếp tục với các trận đấu. Và trong những ngày vừa qua thì rất là nhiều khán giả cũng đã hỏi Dũng về cái lịch thi đấu của giải hạng nhì quốc gia. Đặc biệt là cái trận đấu ở trên sân Kon Tum giữa câu lạc bộ Kon Tum và câu lạc bộ Bắc Ninh. Đây là trận đấu mà dự báo là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đến Kon Tum để mà theo dõi và ủng hộ cho đội bóng mà ông đang đóng vai trò là cố vấn cấp cao, đó là câu lạc bộ Bắc Ninh. Và đối thủ là đội chủ nhà Kon Tum trong thời gian vừa qua cũng đang có được phong độ khá là tốt. Sau các trận đấu vừa qua thì câu lạc bộ Kon Tum có 2 chiến thắng và 1 trận thua. Và chính vì vậy mà họ rất là tự tin tiếp đón câu lạc bộ Bắc Ninh. Đây sẽ là một trận đấu nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Và ở trên kênh YouTube của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cả nhà có thể vào YouTube và search dòng chữ là VFF Channel là sẽ ra. Hoặc là gõ chữ VFF thôi, Enter là nó cũng sẽ hiện ra cái kênh. Và cả nhà có thể vào đó để lựa chọn cái trận đấu giữa Kon Tum và Bắc Ninh. Tương tự như vậy thì ở trên Facebook, cả nhà cũng có thể vào trang fanpage của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, search dòng chữ là Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì cũng sẽ ra cái fanpage. Cả nhà vào trong đó và đều sẽ thấy cái link dẫn đến trận đấu giữa câu lạc bộ Kon Tum và câu lạc bộ Bắc Ninh. Đây sẽ là một cuộc so tài rất là hấp dẫn và thú vị ở bảng A, lượt trận thứ tư của giải hạng nhì quốc gia. Còn ở trên sân Thống Nhất vào tối ngày hôm nay, ngày 13 tháng 4 và lúc 18 giờ thì câu lạc bộ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có một trận đấu đáng quan tâm gặp câu lạc bộ Vĩnh Long. VFF Channel cũng như là trên trang fanpage của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng sẽ trực tiếp trận đấu này vào lúc 18 giờ. Nếu mà thuận lợi thì mình cũng sẽ ra sân để tác nghiệp cái trận đấu này khoảng 2 tiếng đồng hồ. Hy vọng là sẽ có những hình ảnh thú vị để gửi đến cho quý khán giả. Còn quay trở lại với đội tuyển U23 Việt Nam. Những ngày vừa qua thì thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn liên tục tập luyện để mà chuẩn bị hướng tới các trận đấu tại vòng chung kết của giải U23 châu Á. Có một cái chi tiết quan trọng là trong cái buổi tập ngày hôm qua mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam họ đăng tải thì cho thấy một điều là sau khi rút kinh nghiệm ở trận thua Jordan trên chấm 11m thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã khuyến khích các học trò đẩy nhanh tốc độ triển khai bóng và chủ động hơn khi chuyển sang trạng thái từ phòng ngự chuyển sang chơi tấn công. Buổi tập mới. Và chính vì vậy mà sắp tới đây thì nhiều khả năng là đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có cái sự lựa chọn về lối chơi thực dụng, hiệu quả theo đúng cái tiêu chí, cái mong muốn của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đề ra cho các học trò của mình. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mong muốn là khi có bóng, các cầu thủ U23 Việt Nam cần nhanh chóng tiến lên phía trước, tích cực dứt điểm cầu môn đối phương chứ không để tình huống tấn công bị bỏ phí. Nói cách khác, lối đá của U23 Việt Nam sẽ mang thiên hướng phòng ngự phản công, thay vì tiếp tục theo đuổi cách chơi kiểm soát bóng chưa rõ ràng như là thời huấn luyện viên tiền nhiệm. Ở đây là huấn luyện viên Philippe Thuchet. Phòng ngự phản công cũng là đặc trưng của các đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Ông chú trọng vào khâu phòng ngự, ưu tiên các tiền vệ giàu chất thép, đá an toàn trước khi tìm cơ hội từ những sai lầm của đối thủ. Khi một đội bóng của Đông Nam Á ra châu lục, cách tiếp cận trận đấu ở thế cửa dưới không có gì là tệ. So với việc mạo hiểm cầm bóng và loay hoay tìm cách áp đặt thế trận trước các đối thủ mà chúng ta còn chưa hiểu rõ, thì rõ ràng là cách chơi của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được dự đoán là an toàn hơn, thậm chí là giải phóng được cái áp lực đáng kể cho các cầu thủ.
Cách chơi này cũng phù hợp với những mũi nhọn hàng công trong tay của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lúc này. Minh chứng là Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Minh Quang, những cầu thủ giàu tốc độ và sự đột biến đã ghi bàn ở U23 Đông Nam Á và giải ASEAN vừa qua. Nguyễn Đình Bắc cũng là mẫu tiền đạo cánh ưa phản công đã ghi bàn cho tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup. U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thể sẽ mang đến một bộ mặt rất khác so với người tiền nhiệm Philippe Thuchet. Tại vòng chung kết của giải U23 châu Á thì xin được chia sẻ về giờ giấc thi đấu thì quý khán giả chắc là cũng đã nắm. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp đội tuyển U23 Kuwait vào ngày 17 tháng 4 tới đây lúc 22 giờ 30 phút, tức là 10 giờ rưỡi tối. Đến ngày 20 tháng 4, chúng ta sẽ đối đầu với U23 Malaysia vào lúc 20 giờ. Và sau đó đến ngày 23 tháng 4, chúng ta sẽ quay trở lại với khung giờ là 10 giờ rưỡi tối, đối đầu với U23 Uzbekistan. Cả 3 trận đấu này, quý khán giả có thể bật VTV5, FPT Play cùng với truyền hình K+ để thưởng thức đầy đủ và trọn vẹn nhất các cuộc so tài của các học trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Vlog ngoài đường pit, rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho chương trình của mình. Và nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho Dũng xin một like, share và subscribe cho kênh. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Rất cảm ơn Lop Manto luôn đồng hành cùng Vlog ngoài đường pit trong các chương trình tác nghiệp về bóng đá Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tương tác. Xin mời quý khán giả. Mở nhãn chai ngay, tin hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn, dễ chơi dễ trúng. Con chào chú Trần Văn Biên ạ, xin chào bạn Thu Diễm, bạn Đinh Văn Mười, bạn Cao Đăng Quỳnh, bạn Lê Hùng, hello anh Dũng, bạn Trần Tùng. Nghe nói ông Park là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam phải không Dũng? Dũng, Dũng cũng đã chia sẻ rồi, thì với quan điểm của Dũng thì huấn luyện viên Park Hang-seo bị gạt ra khỏi danh sách huấn luyện viên ứng viên cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Nói thiệt là đây là suy nghĩ của cá nhân Dũng thôi. Đúng hay sai thì mình không trả lời được, tại vì cái này nó là câu chuyện quyết định đến từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, với quan điểm cá nhân của Dũng thôi. Và nói thiệt là giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì cái mối lương duyên đã khép lại khi mà hai bên chia tay nhau năm 2023, kết thúc cái tháng 1. Thì mọi chuyện đã dừng lại ở đó và sẽ không có sự tái hợp. Xin được chia sẻ, đây là quan điểm cá nhân của Dũng thôi. Xin chào bạn Nguyễn Bảo Nam. Chúc cả nhà một buổi chiều cuối tuần vui vẻ. Mong chờ những cầu thủ trẻ của ông Thuchet để lại khi đã có kinh nghiệm trên tuyển phát huy ở giải này, thấy tốt với lứa đúng tuổi của mình. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Nguyễn Bảo Nam. Xin chào bạn Minh Trí, bạn Hải Nguyễn, bạn Khoa Trần, anh Phú Phạm, bạn Lương Đình Khiêm. Chào Dũng và anh chị em xem kênh vui vẻ, chờ màn trình diễn tốt của U23 Việt Nam. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Lương Đình Khiêm. Lúc này đây thì có thể nói là U23 Việt Nam là điều mà người hâm mộ bóng đá lúc này rất quan tâm. Chúng ta cùng mong chờ là các em sẽ thể hiện thật là tốt cái thần thái của các cầu thủ trong cái quá trình mà tập luyện hướng tới cái trận đấu gặp U23 Kuwait đang là rất tốt. Cái sự mong chờ có lẽ là điều rất là dễ hiểu. U23 Việt Nam lúc này được xem là cứu cánh cho cái niềm hy vọng của người hâm mộ sau một cái khoảng thời gian thất vọng với những cái màn trình diễn ở cấp độ đội tuyển quốc gia tại sân chơi vòng loại thứ hai FIFA World Cup. Với U23 Việt Nam lúc này đây, anh Hoàng Anh Tuấn anh ấy hiểu được cái trọng trách của anh ấy, nhưng cái áp lực không quá nặng nề đối với nhà cầm quân người Khánh Hòa cũng như là với bản thân của các cầu thủ. Bởi vì dù sao thì đang trong một cái chu kỳ mà cái niềm tin nó cũng gọi là đã xuống, và cũng vì vậy mà cái sự kỳ vọng không quá cao. Đôi lúc chính cái điều này nó giải tỏa được cái áp lực tâm lý cho các cầu thủ trẻ, và hy vọng rằng là các em sẽ có một cái giải đấu thật là tốt. Có thể là cái cơ hội để vào được bán kết khá là thấp chứ cũng không phải là cao đâu, xin đừng mơ mộng. Nhưng mà ngược lại thì nếu chúng ta mà vượt qua được vòng bảng bằng một cái màn trình diễn tốt thì đó cũng là cái điểm tích cực rất là đáng ghi nhận với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Xin chào bạn Trường Sơn. Ai cũng nói cầu thủ Việt Nam nhỏ mà khéo léo, nhưng nhìn thẳng thắn thì người Việt Nam nhỏ
thì rất đúng, nhưng khéo léo thì phải xem lại. Ở Việt Nam nhỏ mà khéo léo thì đếm trên đầu ngón tay. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Trường Sơn. Xin chào bạn Thuận Nhi. Hàng Anh Gia Lai GMG, cái từ GMG nó nghĩa là gì vậy anh? GMG là từ của bên một cái lò đào tạo ở bên Bỉ. Gốc là một số các cái danh thủ bóng đá Pháp, trong đó có ông Vincent Dufour, một cụ cầu thủ Pháp. Thì khi ông ấy lập ra cái lò thì ông ấy đặt cái đội bảng danh ở bên Bỉ, lấy cái tên là GMG. Và sau đó thì bắt đầu là tuyển sinh, tuyển chọn nhiều các cầu thủ cho cái lò đào tạo này, đến từ bờ biển Nga, đến từ Ai Cập, đến từ Trung Quốc, đến từ Việt Nam, rồi Thái Lan, vân vân. Và mỗi nơi thì ông ấy sẽ xây dựng các cái lò đào tạo hợp tác với cái quốc gia bản địa, với những cái sự quan tâm lớn của các ông bố em, cái sự quan tâm của các ông bầu á, thì ai mà có tiềm lực tài chính thì họ sẵn sàng là hợp tác với lò GMG. Sau đó thì cái điều mà nổi tiếng nhất của bên lò này là hợp tác với Arsenal trong một giai đoạn và tuyển chọn được một số em gửi gắm cho Arsenal. Kiểu giống như là ở Việt Nam chúng ta thì lúc này đây có một cái chuỗi các cái lò đào tạo tư nhân á, khá là nổi tiếng, trong đó có Vietgol. Ai mà có con em đang chơi bóng đá đó thì đều sẽ biết đến cái lò đào tạo Vietgol này, bởi vì họ có rất là nhiều cơ sở đào tạo ở trên cả nước. Và từ cái lò Vietgol này thì sau đó họ sẽ hợp tác với các câu lạc bộ như là Viettel, Công an Hà Nội, thậm chí là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Anh Gia Lai, để nếu có cầu thủ chất lượng họ sẽ gửi gắm cho các cái lò đào tạo này. Thì GMG cũng là một cái mô hình như thế. Nhưng mà tất nhiên là lò GMG khi họ ra đời thì cũng lâu, và họ có cái mối quan hệ rộng lớn hơn, họ hợp tác với các quốc gia xung quanh hoặc là các quốc gia ở những cái châu lục luôn. Còn với Vietgol thì đây mới chỉ là mô hình nhỏ ở trong nước thôi, nhưng mà nó, cái cách thức hoạt động thì cũng gần như là tương tự. Vietgol là học theo các cái lò đào tạo kiểu giống như vậy ở nước ngoài mà. Đó thì mình chỉ giải thích đơn giản là như vậy. Xin chào bạn Hoa Lily tươi Đà Lạt. Hello anh, theo em nghĩ thì huấn luyện viên Lee Young Jin làm huấn luyện viên tuyển Việt Nam thì sẽ có được sự hậu thuẫn của thầy Park, nên huấn luyện viên Lee Young Jin làm huấn luyện viên tuyển Việt Nam sẽ ok hơn. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Hoa Lily tươi Đà Lạt. Cũng hay ạ. Với mình thì huấn luyện viên Lee Young Jin cũng là một nhà cầm quân mà nếu ông được VFF mà lựa chọn á, thì chắc chắn là nhiều cầu thủ mà từng đồng hành với ông á, trước đây ở đội tuyển Việt Nam rất là thích. Tại vì ông là một nhà cầm quân, một trợ lý của huấn luyện viên Park mà được các cầu thủ rất là yêu mến. Bởi vì thứ nhất là về cái chuyên môn của ông rất là giỏi. Ông có những cái cuộc trò chuyện với các cầu thủ mỗi ngày khi mà họ hội quân ở đội tuyển Việt Nam. Ông chia sẻ cái kiến thức về bóng đá cho họ và các cầu thủ họ rất thích, rất là nể huấn luyện viên Lee Young Jin ở chỗ đó. Cho nên là trong nhiều lần mà nói chuyện với các cầu thủ á, sau những cái thành công của đội tuyển cũng như là đội U23 đó, thì khi mà nói về huấn luyện viên Lee Young Jin thì hầu hết là các cầu thủ họ luôn dành một cái sự trân trọng rất là cao cho nhà cầm quân người Hàn Quốc này. Đó là lý do mà mình đã nói là nếu mà ông Lee Young Jin mà lọt vào cái top mà được đề cử là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam thì mình tin là nhiều cầu thủ cái thế hệ mà Quang Hải, Công Phượng, Tuấn Anh, Đàm Văn Hậu rất là thích. Rất là thích vì học hỏi được từ ông ấy rất là nhiều trước đây rồi. Thế nhưng mà như là trong cái bản tin ngày hôm qua của tờ Zing á, thì đã nói là ngay cả hai huấn luyện viên đó là Park Hang-seo và Lee Young-jin đều nằm ngoài cái sự lựa chọn huấn luyện viên trưởng đợt này của đội tuyển Việt Nam. Trong các cái cuộc trò chuyện vừa rồi với các cầu thủ và các huấn luyện viên thì hầu như là mọi người đều đồng quan điểm với Vlog Ngoài Đường Pit về cái việc là cái khả năng cao là Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ muốn kết duyên với một nhà cầm quân chất lượng, giỏi đến từ Nhật Bản. Thì đây cũng chỉ là một cái suy nghĩ thôi, hầu như là suy nghĩ cá nhân của tất cả mọi người, dựa theo đối chiếu theo các cái dữ kiện mà đang xảy ra.
Tại vì cái thị tương lai thì rất là khó để trả lời. Nhưng mà mọi người thôi thì cứ xem các cái dữ kiện đang diễn ra với bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Chẳng hạn như là chúng ta cũng đã trải qua một giai đoạn với huấn luyện viên Hàn Quốc 5 năm. Nên là nếu mà gọi là muốn gắn bó thêm thì xem ra là thời điểm này chưa phải thích hợp để tiếp tục gắn duyên với bóng đá Hàn Quốc. Rồi đến đối chiếu với các cái huấn luyện viên đến từ châu Âu thì sau thời của huấn luyện viên Henrique Calisto thì là chúng ta gắn bó với các huấn luyện viên khác của châu Âu, là huấn luyện viên Franco Gott năm 2011 đến từ Đức, và mới nhất là huấn luyện viên Philippe Thuchet đến từ Pháp vừa kết thúc xong hợp đồng, thì đều không thành công. Và chính vì vậy mà có lẽ là sẽ tạm gác lại câu chuyện hợp tác với các huấn luyện viên châu Âu ở thời điểm hiện tại. Mặc dù là ngày hôm qua đến giờ lại xuất hiện thêm một cái ứng viên huấn luyện viên nữa, được báo chí đăng lên về cái việc là ông nộp cái CV lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam để tự ứng cử. Nhưng mà theo cái đánh giá thì là dựa theo các cái dữ liệu thì là khả năng cao là Liên đoàn không muốn hoặc là không dám làm việc với huấn luyện viên của châu Âu ở thời điểm hiện tại nữa. Có thể là một cái thị tương lai xa hơn thì mới tính đến. Còn lúc này đây thì sẽ ưu tiên cho huấn luyện viên của châu Á. Nhưng mà do Hàn Quốc thì cũng mới gắn bó với nhau 5 năm rồi, cho nên là có thể là Liên đoàn sẽ nghĩ đến việc đổi mới, và huấn luyện viên Nhật sẽ là ứng viên hàng đầu. Ngoài ra thì còn một cái dữ kiện nữa, đó là việc một loạt các doanh nghiệp của Nhật Bản họ đồng hành với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Mới đây nhất là Roto, một doanh nghiệp của Nhật Bản nữa, đã ký hợp đồng tài trợ 3 năm cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thì từ các cái dữ kiện này thì mọi người sẽ suy luận ra là huấn luyện viên của Nhật. Cho nên là ở phía trên có bạn hỏi Dũng là huấn luyện viên Park Hang-seo. Dũng nói thiệt luôn là đến thời điểm này Dũng không nghĩ đến huấn luyện viên Park Hang-seo nữa. Dũng không nghĩ đến là ông sẽ là sự tái hợp giữa VFF và Park Hang-seo. Không có nữa. Mình nghĩ là cái suy luận của mình đúng. Đến ngày hôm nay thì mình vẫn gặp những người bạn và họ cũng cùng suy nghĩ với mình về chuyện là ông Park thời điểm này không phải là ứng viên cho chiếc ghế huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam. Mặc dù là với người hâm mộ thì yêu quý và mong muốn cái điều đó, nhưng mà VFF thì chắc không. Như Dũng cũng đã chia sẻ rồi, từ sáng đến giờ Dũng đã có một cái buổi phỏng vấn với một nhân vật rất là thú vị. Người này chưa bao giờ lên sóng của Dũng. Nhưng mà ôi thôi, chuyện thì cực hay. Ngày thứ hai này, sau khi dựng xong clip thì mình sẽ phát sóng. Tại vì ngày hôm nay và ngày mai thì đang có nhiều sự kiện, cho nên là mình sẽ dành cái chương trình đó cho buổi ngày thứ hai. Và chắc chắn sẽ mang đến cho quý khán giả nhiều câu chuyện rất thú vị. Và xin được chia sẻ, đây không phải là người Việt Nam. Xin chào bạn Cupi TV. Chào Dũng, theo mình thì hiện tại nên tìm huấn luyện viên vực dậy tâm lý cho các cầu thủ. Dẫu biết là mời lại thầy Park rất khó, mong giờ chót sẽ có thay đổi từ thầy. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn. Xin chào bạn Viễn Phạm. Thật buồn với bóng đá Việt Nam. Mong U23 chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Chúc mừng chiến thắng mang lại niềm vui. Chúc chủ kênh mạnh khỏe, có nhiều tin hay. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Viễn Phạm. Xin chào bạn khách hàng. U23 Việt Nam ra sân với đội hình tối ưu nhất để có vé đi Paris. Xin chào bạn Phạm Văn Đại. U23 mà đứng thứ 3 thì bóng đá Việt Nam lại tưng bừng ngay. Có lẽ không ai mong cái điều này. Xin chào bạn Lan Ngọc. Em like cho anh. Sao Hoàng Anh Gia Lai không thay đổi Lê Văn Sơn bằng cầu thủ khác ha? Ủa, Lê Văn Sơn có vấn đề gì đâu em. Bạn ấy vẫn đang thi đấu tốt mà. Em muốn thay đổi là thay đổi ai?
Em hỏi một câu liên quan đến chuyên môn, nhưng cái này không phải là chuyên môn, vì anh không phải là người có thể trả lời về chuyên môn cho em được. Cái này em nên gọi điện cho anh Vũ Tiến Thành ấy, em hỏi anh Thành thử giùm anh nha. Xin chào chị Lê Hồng. Bạn Lê Hiệp, hay là VFF chọn thầy Park lại đi, nhưng đổi lại là chọn tấn công, thầy Park đâu phải có một phòng ngự không đâu. Xin chào bạn Trường Sơn, chú có thể cho cháu hỏi tại sao các sân vận động ở Việt Nam có kiểu dáng tương tự nhau, có thể nói là giống nhau, bốn khán đài tách rời nhau và thường không có mái che, trừ khán đài A, như vậy thì mưa nắng sẽ mau hỏng. Ồ, chú không phải là người làm sân con ạ, con hỏi lộn người rồi. Xin chào bạn Nguyễn Bảo Nam. Cổ động viên FC Bắc Ninh đi 3 xe 45 chỗ sáng nay vào tới Kon Tum rồi anh. Mong sẽ có một trận cầu hay. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Bảo Nam. 16 giờ 15 phút nữa là đội Kon Tum đá với FC Bắc Ninh. Cũng là một trận đấu rất là thú vị. Đội Kon Tum lúc này đây thì huấn luyện viên là Chu Ngọc Cảnh. Tuy nhiên là người mà quyết định nhiều về yếu tố chuyên môn là anh Trần Minh Chiến. Vấn đề là bây giờ anh Trần Minh Chiến thì đang tạm thời là chia tay FC Kon Tum để dẫn dắt đội tuyển U17 Việt Nam. Cho nên là ngày hôm nay thì không có anh Trần Minh Chiến chỉ đạo ở trong cabin. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả. Em chào chị Phương Thảo. Xin chào bạn Lưu Gia Huy. Chào bạn, cho mình hỏi. Bạn có thông tin của huấn luyện viên Triệu Quang Hà đang dẫn dắt đội nào không? Anh Triệu Quang Hà thời điểm hiện tại hình như là không. Anh ấy hình như là vừa mới ngày hôm qua hay ngày hôm kia gì mình nhớ là mình mới thấy cái hình của anh Hà. Hình như là đang theo cái lớp huấn luyện viên. Mình nhớ mang máng thôi, không biết có phải là đúng hay không mình không nhớ. Tại vì đôi lúc là có một số nhân vật liên quan đến bóng đá lướt qua trong những cái tấm ảnh, đôi lúc là mình nhìn mình có mang máng thôi, mình không chắc chắn được, tại vì nhiều lúc là hay quên nữa. Còn lúc này đây thì anh ấy đương nhiên là không dẫn dắt một câu lạc bộ nào ở V-League và giải hạng nhất quốc gia. Tuy nhiên là trong những cái lần mà mình tâm sự với một số cầu thủ thì mình có một cái thông tin là anh Triệu Quang Hà là người đứng sau cho những cái hoạch định, những cái tư vấn cho con trai của ông bầu Đỗ Quang Hiển ở câu lạc bộ Hà Nội, với cái vai trò là người chỉ cho chủ tịch của câu lạc bộ Hà Nội, lúc này đang là con trai của bầu Hiển, về những cái hoạch định trong chính sách quản lý cầu thủ và cái định hướng cho câu lạc bộ trong khoảng thời gian vừa qua. Để mà đó như là mới lấy huấn luyện viên người Nhật, ông Daiki Iwamasa, một huấn luyện viên rất cá tính, cũng như là chuẩn bị lại về lực lượng này nọ để hướng tới những cái mùa giải tốt hơn trong tương lai. Thì mình nghe nói là vai trò của anh Triệu Quang Hà là rất lớn và tác động rất lớn đến cái sự các cái bước đi tiếp theo của chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội, là con trai của bầu Hiển. Thì đây là những cái thông tin bên lề thôi, tức là anh em ngồi nói thì mới nói với mình cái câu chuyện này. Xin chào bạn Châu Trương Di, bạn Dung Vũ. Sau status chú gấu thức giấc sau giấc ngủ đông của ông Park thì mãi vẫn chưa nghe nói gì, hay chú gấu lại ngủ tiếp nữa rồi? Việc rõ huấn luyện viên Park đi đâu sớm để còn chấm dứt việc cứ đồn đoán ông quay trở lại. Thực sự thì Dũng chia sẻ như thế này, nói chung là cái này mọi người xem Dũng làm việc rồi đúng không ạ? Dũng có thông tin sai, cái này là chắc chắn. Cứ khoảng một tuần Dũng sẽ có một thông tin hoặc là một cái nhận định sai, chắc chắn là cái điều đó là sẽ có. Dũng không có giấu cái việc là có những cái thông tin cập nhật và sai bét hết, đưa thông tin nhận định sai, nói thiệt. Nhưng mà Dũng không thích cái chuyện nói quá nhiều đến một vấn đề mà mình không thể biết được là nó sẽ xảy ra như thế nào.
Cho nên là Dũng sẽ lựa chọn một cái giải pháp tốt nhất là thay đổi nội dung, Dũng đi tác nghiệp. Những ai đã follow Dũng, subscribe Dũng 3 năm nay từ kênh Ngoài Đường Pip mà bây giờ đã bàn giao lại cho báo Người Lao Động với cái lượng người đăng ký là 94.000, và kênh mới là kênh Vlog Ngoài Đường Pip này bây giờ đã qua 110.000 người đăng ký, và kênh mới nữa là kênh Ngoài Đường Pip Du Ký đã qua 2.000 người đăng ký. Thì Dũng nói thiệt là nếu nói hoài nói mãi về một cái câu chuyện, một cái vấn đề mình cảm thấy nó không đúng, mình cảm thấy là nó mệt mỏi lắm và nó khiến cho khán giả của mình cảm thấy rất là chán. Mình đổi món ăn cho mọi người liên tục, đúng không ạ? Mình cố gắng để mang đến những cái hình ảnh ở trên sân nhiều hơn. Khán giả ai coi mình thì đều biết, đa dạng liên tục và luôn có những cái mới hàng tuần, đi từ vùng này đất này đến cái sân bóng khác, và đa dạng hóa nội dung để quên đi cái câu chuyện, một cái chủ đề mà cứ nhắc đi nhắc lại mãi, nó chán lắm, nói thiệt là nó chán lắm. Bóng đá tại sao lại chỉ tập trung vào một cái vấn đề như vậy, đúng không ạ? Mà cái vấn đề đó khi chính cái nhân vật ở trong đó họ còn không muốn nói, không muốn đề cập đến cái câu chuyện đó nữa, chúng ta lại đi nói thay, rất là mệt, rất là mệt mỏi. Cả nhà để ý thôi, nói một hai lần tất nhiên là có view đó. Mình biết chắc là nếu ngày nào mình cũng nhai đi nhai lại nó sẽ nhiều view lắm, nhưng mà nó chán. Nên là thôi thì chuyện này ai khai thác thì khai thác, mình không khai thác. Và thứ hai nữa, mình nói rất là rõ cái này, ai là người quyết định cuối cùng? Liên đoàn bóng đá Việt Nam, lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ban chấp hành của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Mà phải một nửa trong ban chấp hành của Liên đoàn bóng đá Việt Nam là rất ghét mình, cho nên là cái thông tin không bao giờ đến với mình từ phía đó cả. Nên là hầu như mình không có để mà chia sẻ đâu. Họ không ưa mình đó. Cho nên là chắc chắn là mình không thể lôi được thông tin từ họ. Nên là nói thiệt là không biết gì để nói. Nên là thôi, lại lựa chọn cái chủ đề khác. Họ không ưa gì mình thì các bạn biết rồi, người ta đã ghét mình rồi á, làm sao người ta đi tiết lộ thông tin cho mình. Xin chào bạn Huy Nguyễn. Anh Dũng, trưa nay anh Hải nói là ông Park là ứng cử viên sáng giá cho tuyển Việt Nam. Dạ, cái này là thông tin của anh Hải, mình không có thông tin bên liên đoàn. Xin chào bạn Lưu Thế Đoàn, mời huấn luyện viên Honda của Nhật Bản, ông này chơi tấn công rất mạnh. Huấn luyện viên Honda là Keisuke Honda, huấn luyện viên của Campuchia đúng không ạ? Cách đây một năm dẫn dắt U23 Campuchia đúng không ạ? Có nhiều bạn đưa ra cái dự đoán là huấn luyện viên Nishino Akira, đây cũng là một huấn luyện viên giỏi và từng gắn bó với bóng đá Thái Lan đúng không ạ? Cũng là một cái thú vị đó. Cũng là một cái tên thú vị, biết đâu được. Rồi có một số những cái huấn luyện viên khác cũng đang được đưa ra. Xin chào bạn Trạch Văn Đoàn. Trạch Văn Đoàn, nếu chơi phòng thủ phản công thì tôi nghĩ Thái Sơn sẽ dự bị. Cậu này không mạnh về cơ bắp tranh chấp như Đức Việt và Minh Khoa, không truyền dài giỏi hơn Đức Phú, thoát pressing là điều không cần thiết. Ngày hôm qua thì mình có hỏi một người anh, tại vì mình thấy anh ấy đăng một cái dòng trạng thái lên, và mình nhắn riêng để mình hỏi anh ấy là cơ sở ở đâu để anh đưa ra cái thông tin là lúc này đây cầu thủ duy nhất ở Việt Nam đang được nhiều câu lạc bộ ở Nhật và đặc biệt là các nhà đại diện, các cái nhà môi giới, những cái người đại diện ở Nhật Bản chú ý, mà anh nói cái tên đó lại là Nguyễn Thái Sơn. Và anh ấy nói là những người đại diện ở Nhật Bản có liên hệ với anh ấy để hỏi thông tin rất nhiều về Thái Sơn ở thời điểm hiện tại.
đây là một cái chi tiết rất đáng chú ý. Bởi vì chắc là các bạn cũng biết người mà mình nói rồi. Với những ai mà hay follow kênh của mình thì sẽ biết mình hay giỡn với một người anh mà đã có một cái quãng thời gian dài sinh sống và làm việc ở Nhật. Đó là anh Phát Nhất, anh Trần Tấn Phát. Và cũng là cổ đông trong cái dòng whey protein mà Công Phượng đang kinh doanh. Và anh Phát đang nhắc đến cái tên Nguyễn Thái Sơn như là một sự quan tâm rất lớn từ phía Nhật Bản. Bất ngờ chưa cả nhà? Bất ngờ chưa? Rất thú vị. Dưới góc nhìn của nhiều khán giả thì Thái Sơn, một trò cưng của huấn luyện viên Philip Thuse, thì trong mắt họ là cái gai. Nhưng mà chưa chắc, bởi vì cái tiềm năng của bạn này có thể ở Nhật Bản lại là một cái sự chú ý. Vậy cũng là một cái điều rất là đáng xem đó. Xin chào bạn Minh Đức Quảng Bình, chào anh Dũng. Sao U23 Việt Nam đá giao hữu sao mặc quần áo tập luyện vậy? Cái này em hỏi anh thì anh biết trả lời sao? Sao em hỏi một câu chẳng liên quan gì đến vậy? Xin chào bạn Châu Trương Di, bóng đá Việt Nam đã xuống mặt đất rồi hả Dũng? Bạn Nguyễn Hải, chào bạn. Bạn có thể cho biết có xem được tất cả các trận được không? Tất cả các trận là FPT Play, tại vì họ sở hữu bản quyền của giải đấu luôn ạ. Trong cái công bố danh sách các nhà đài mà trực tiếp giải đấu, tức là cả giải chứ không phải là chỉ có cái trận đấu của Việt Nam á, thì là Việt Nam mình chỉ có thấy ghi là FPT Play thôi, chứ không ghi thêm là VTV hay là truyền hình K cộng. Mặc dù là cả VTV và truyền hình K cộng thì cũng nói về việc là trực tiếp U23 Việt Nam, nhưng mà không nói rõ, chưa nói rõ là có trực tiếp các cái trận của các cái bảng khác hay không. Nhưng mà riêng ông FPT Play là có hết á, nên là cả nhà đừng có lo. Xin chào bạn Lê Hiệp. Nếu mấy đội kia mà vô vòng loại thứ 3 World Cup thì cũng thua và sẽ bị trừ điểm, thì Việt Nam sẽ trở lại top 100, không có gì là đáng lo cho các giải đấu khác. Xin chào bạn Duy TV. Việt Nam đã bị loại nữa. Bạn Ly Lợi. Mình mong là Việt Nam sẽ có trận bão. Dạ, cảm ơn chia sẻ của bạn Ly Lợi. Xin chào bạn Sơn Tài. Ai cũng thích cựu trợ lý của huấn luyện viên Park. Dạ, huấn luyện viên Lee Young-jin ạ. Ông hiền lành, dễ thương. Dạ. Nhưng mà quan trọng là chúng ta quen với việc ông ấy đóng vai trò là trợ lý. Kể cả vừa rồi đội tuyển Hàn Quốc, ông ấy cũng đóng vai trò là trợ lý. Còn bây giờ thì chưa biết là như thế nào. Xin chào bạn Võ Bá Hoàng. Hello anh. Anh nghĩ sao về lối đá thực dụng của U23 Việt Nam tới? Em thấy lối đá thực dụng đâu có xấu. Đá thực dụng chỉ bằng vài đường truyền mà ghi bàn thì phải nói là quá hay và đẹp mắt. Chứ đâu có dở nhỉ. Mỗi cái lối đá nó có cái hay, có cái dở riêng em ạ. Chứ đâu có ai nói là đá kiểm soát bóng là không hay. Phải nói là quá hay đi chứ. Nhưng mà để đạt đến cái đẳng cấp là kiểm soát bóng mà ăn được đối thủ kìa, thì mới gọi là hay. Như giống như là bây giờ chúng ta xem Man City đá chẳng hạn như vậy. Chẳng hạn như vậy. Còn ví dụ mà đá thực dụng đi, hoặc là đề cao cái tính hiệu quả như nhiều câu lạc bộ thì cũng ok mà. Nói chung là liệu cơm gắp mắm, cái gì phù hợp nhất thì làm. Bạn Nguyễn Bảo Nam, mùa này đội Con Tum của anh Quỳnh đá tốt hơn hẳn năm ngoái nè. Con Tum có phải lấy quân từ lò Hoàng Anh Gia Lai và Nutifood không anh Dũng ơi? Ừ, đúng rồi. Chủ yếu là vẫn là quân Gia Lai và Nutifood. Cũng có mượn thêm, chiêu mộ thêm một số cầu thủ khác nữa. Xin chào bạn Long 20 cho U23 Việt Nam. Anh nghĩ sao? Đến lúc này thì Kuwait, ngay cả với trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC,
cũng không có quá nhiều thông tin về U23 Kuwait, ngoại trừ một vài những cái chi tiết đơn giản như là đội bóng này thì chưa thể hiện được gì nhiều. Đầu tiên là mình xin được liệt kê sơ sơ nha. Ví dụ như Uzbekistan thì bên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á họ liệt kê như này: 5 lần dự giải, 5 lần dự vòng chung kết đó nha. Thành tích tốt nhất là vô địch năm 2018. Thành tích năm 2022, tức là cái giải gần đây nhất, thì là ngôi Á quân. Còn cái thành tích ở vòng loại vừa rồi á, là họ đứng đầu bảng E đó. Việt Nam thì chúng ta 4 lần dự vòng chung kết, thành tích tốt nhất cũng là ngôi Á quân năm 2018 đó. Thành tích năm 2022 là chúng ta vào tới tứ kết đó. Rồi chúng ta cũng ở cái vòng loại vừa rồi thì chúng ta đứng đầu bảng C đó. Kuwait thì họ nói đơn giản hơn là mới 2 lần dự vòng chung kết. Thành tích tốt nhất là không có thành tích tốt nhất, tức là toàn là dừng bước ở vòng bảng. Thành tích ở giải gần nhất năm 2022 là cũng đứng ở vòng bảng. Rồi còn ở cái vòng loại vừa rồi á, vòng loại, vòng sơ loại á, thì là họ là một trong bốn đội bóng có thành tích tốt nhất ở các đội nhì bảng đó. Thì xin được chia sẻ với quý khán giả, tức là họ cũng thống kê khá là hời hợt và khá là sơ sài về Kuwait, cho nên là chúng ta cũng khó có được đầy đủ cái thông tin nhiều về đối thủ này. Nên là bây giờ mà mạnh dạn dự đoán thắng hay không thì đó là một cái động lực về mặt tinh thần thôi, chứ còn thực tế thì chúng ta cũng chưa biết là thực lực của họ như thế nào, họ có giấu bài hay không, họ sẽ hướng tới cái giải đấu này như thế nào. Cho nên là chỉ mong là khi thầy trò anh Hoàng Anh Tuấn dự giải thì sẽ thi đấu với cái sự tập trung cao độ nhất cho cái giải đấu năm nay. Xin chào bạn Takamina. Huấn luyện viên Nhật Bản cũng không sao, nhưng vấn đề là có được sự thấu hiểu cũng như sự thay đổi bản thân để phù hợp với văn hóa Việt Nam giống như ông Park hay không? Vì trước đây ông Miura cũng không thành công. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Takamina. Xin chào bạn Sơn Sơn. Theo dõi lứa U23 này khi 16 trên 27 cầu thủ đủ tuổi đá SEA Games 2025, U23 châu Á năm 2026. Đúng rồi, U23 Việt Nam của mình là đội bóng trẻ nhất của vòng chung kết năm nay. Đâu rồi ta? Đây rồi. Xin chào bạn Lưu Đình Hoàng, Lưu Hoàng Đình. VFF có muốn thì ông Park cũng chưa chắc đã muốn em Dũng ạ. Dạ thì huấn luyện viên Park cũng đã nói với Bầu Đức rồi là ông ấy sẽ làm việc ở nước ngoài. Bạn Hà Văn Tuấn, huấn luyện viên nói giải U23 thì lấy Thường Châu làm điểm tựa, có khi lại áp lực cho các cầu thủ thôi, chứ làm gì có Thường Châu thứ hai nữa mà mơ. Bạn GTV, Việt Nam đào tạo không đủ bài bản cho nên thua là cái chắc. Bạn Tùng Vũ, anh có thể tiết lộ người đó làm công việc gì không? Anh không chia sẻ. Xin chào bạn Lê Thiện, nên cho giải hạng nhì đổi tên thành V-League 3 rồi bổ sung thêm giải hạng 4, hạng 5 để có thể đá cúp quốc gia, để tìm kiếm các tài năng ở giải hạng 4, hạng 5 lên V-League, cũng như nên cho thêm xuất ngoại binh Việt Kiều. Bạn Sơn Tài, ai cũng yêu mến thầy Park, tuy nhiên không muốn bị thất vọng lỡ không may không đạt được kỳ vọng nếu thầy tái hợp với đội tuyển. Xin chào bạn Thanh Liêm, bạn Gà Đá Miền Tây. Việt Nam chỉ mong vượt qua vòng bảng là thành công lắm rồi, chứ mơ chi đến Paris. Xin chào bạn Huỳnh Quốc, bạn Lê Tuân, bạn Ngô Hân, bạn Morning Glory. Muốn kiểm soát bóng thì phải làm quen với cảm giác bị mất bóng mà các cầu thủ nhìn trận cuối. Cổ động viên in hình thuốc xê xương chéo rồi hô get out thì ai dám mơ chơi mạo hiểm, toàn chơi an toàn. Bạn Võ Bá Hoàng, em nghĩ muốn các câu lạc bộ chuyên nghiệp, muốn bóng đá nuôi bóng đá như Thái thì các ông bầu phải được sở hữu sân vận động, nhưng điều này khó vì còn nhiều điều nhạy cảm về chính sách pháp luật, không phải cứ muốn là được. Bạn Yasuri,
mong ông Park sang một quốc gia Đông Nam Á khác để gặt hái thêm thành công, để những kẻ chê ông hết bài phải múi mặt. Bạn Morning Glory: nên cấm cầu thủ dùng mạng xã hội vì nó như tiếng ồn, thời đại công nghệ rất dễ bị chi phối phân tâm. Xin chào bạn Luyện Thanh Trung. Anh ơi, anh Huỳnh Kesley đang làm đội nào? Huỳnh Kesley thì bây giờ ở nhà thôi, hình như không có làm đội nào, đang chơi phong trào thôi. Cái đội mà định hướng Phú Nhuận á, thì có giai đoạn là cũng dùng Huỳnh Kesley với tư cách là cầu thủ, nhưng mà thực tế thì Huỳnh Kesley cũng lớn tuổi rồi chứ cũng không phải trẻ gì cả. Thì cũng đã lớn tuổi rồi. Cho nên là vừa rồi khi mà mình đi xem định hướng đá thì mình không thấy Huỳnh Kesley. À, Dũng xin lỗi một xíu là cái lịch của bảng B nhầm bảng A của giải hạng nhì là đá vào ngày mai nha, chứ không phải đá vào hôm nay. Dũng bị nhầm. Ngày chiều ngày mai thì con Tâm mới đá với Bắc Ninh nha cả nhà. Lúc nãy Dũng nhìn sao mà nhìn nhầm cái lịch của bảng B, tức là ngày hôm nay thì đá ở sân Thống Nhất, ngày mai mới là đá ở trên con Tâm là bảng A. Bạn Takamina: nếu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam mà không có được sự thấu hiểu về cầu thủ, hòa mình vào tập thể và khơi dậy được sự tự hào dân tộc như thầy Park thì sẽ khó mà thành công lớn. Xin chào bạn Ngô Hân, tôi rất ủng hộ huấn luyện viên đến Nhật Bản, ủng hộ 100%. Bạn Phạm Thơm: Park hay Lee có quay trở lại thì cũng chẳng xoay chuyển được tình hình lúc này. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Vũ. Dạ, cảm ơn anh đã đăng ký làm hội viên của kênh. Cảm ơn anh Nguyễn Xuân Vũ. Xin chào bạn Nguyễn Sáu. Chào em, gần ngày U23 đá, cứ mong mong sau đó, rồi chỉ biết cầu mong chiến thuật của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho đội tuyển nước nhà. Cảm ơn anh Sáu Nguyễn ạ. Cũng còn có 4 ngày nữa là chúng ta sẽ được cổ vũ cho U23 Việt Nam rồi. Đây có lẽ là điều mà ai cũng mong chờ hết ạ. Cũng hy vọng là các em sẽ thể hiện tốt, đáp lại cái tình cảm của người hâm mộ. Nhất là lúc này thì cái niềm tin nó đang xuống rất là thấp. Cho nên là chỉ mong là các em sẽ có được những cái chiến thắng để khơi lại cái tình yêu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chứ nếu là những thất bại nữa thì đúng là cũng chẳng ai muốn chỉ trích hay là muốn chê gì thêm. Nhưng mà thực sự là nó sẽ tạo ra một cái chuỗi không tốt, tiêu cực về cái mặt tinh thần, mặt tâm lý. Đó là cái điều mà đáng sợ nhất anh Sáu Nguyễn ơi. Xin chào bạn Lý Joyly. Thầy Park sẽ làm huấn luyện viên Malaysia, phù hợp cho thầy Park phát huy cũng như chứng minh năng lực của mình, thầy Park sẽ thành công với Malaysia. Xin chào bạn Nguyễn Văn Thanh. Theo tôi nghĩ thời điểm này nên giao cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thử sức, nếu không thành công thì tuyển huấn luyện viên ngoại cũng chưa muộn. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Nguyễn Văn Thanh. Mình thì lại nghĩ rằng là cái thông tin từ bên Dinh là có lẽ là rất chính xác đó, tại vì họ có thể là có nguồn tin đã tuôn ra cho họ như vậy. Là khả năng là chúng ta sẽ sớm có huấn luyện viên trưởng ngay trong tháng 5 này luôn. Và liên đoàn cũng không muốn sử dụng huấn luyện viên tạm quyền. Thì có thể là sẽ hướng đến các huấn luyện viên ngoại rồi đó. Em chào chị Hiền Lam, chú Hoàng Văn Hội. Chào Dũng nhé, Dũng nói về đội tuyển Futsal Việt Nam đi. Dạ, em không có làm Futsal ạ. Em không có thông tin. Xin chào bạn Quang Nguyễn, em nói đúng chứ không phải như kênh khác cứ nổ điện nhắn tin cho ông này bà kia và dám cho rằng là im lặng đã là ok, mục đích để câu khách mà thôi, em cố gắng nhé. Xin cảm ơn chia sẻ của anh Quang Nguyễn ạ. Bạn Minh Nguyễn: đến bao giờ Việt Nam mới lấy lại được vị trí như thời thầy Park Hải Dũng? Dạ, lúc này thì căng lắm ạ. Lúc này thì thực sự là khó ạ. Tại vì chúng ta có lẽ là cũng đã để lãng phí một quãng thời gian rồi. Một thời điểm vàng của bóng đá Việt Nam chúng ta đã trôi qua rồi. Và bây giờ mà thực sự để vực lại cũng là điều không hề đơn giản đâu.
Như Dũng cũng đã chia sẻ rồi trong cái cuộc trò chuyện vào trưa ngày hôm nay với một nhân vật rất là thú vị, thì người này cũng đề cập đến rất là nhiều các cái yếu tố trong bóng đá mà ảnh hưởng rất là lớn. Chẳng hạn như là nhiều thất bại nó sẽ khiến cho chúng ta rớt khỏi cái nhóm hạt giống. Đây là một cái yếu tố, một cái tiêu chí rất quan trọng. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta hay coi thường và hay giỡn với cái câu chuyện là thứ hạng ở trên bảng xếp hạng FIFA. Nhưng mà với rất là nhiều đội tuyển trên thế giới thì họ lại cực kỳ chú trọng đến cái vị trí thứ hạng này. Bởi vì khi mà nó ảnh hưởng thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái cơ hội đi tiếp. Bởi vì khi mà bạn bị tụt hạng, bạn rớt khỏi cái nhóm hạt giống hàng đầu, thì bạn luôn phải đối diện với cái nguy cơ là đá với những cái đối thủ ở cái nhóm hạt giống cao hơn. Mà bình thường á, thì có thể là ngang tài ngang sức, nhưng trong một cái thời điểm nếu cái sự chuẩn bị không tốt, bạn đá với những cái đối thủ mà hạt giống cao hơn đó, bạn không chuẩn bị tốt, bạn gặp những cái tác động về ngoại cảnh, thì nó cũng có thể là một cái nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến cái thành tích trong tương lai của bạn. Đây là một cái phân tích rất là khoa học và rất là chuyên nghiệp luôn. Cho nên là như Dũng đã nói rồi, thứ hai này cả nhà sẽ xem một cái chương trình mà người này sẽ chia sẻ rất là hay, rất là thú vị. Bây giờ mình chưa thể tiết lộ được vì mình phải dựng clip đó, nói hơn một tiếng đồng hồ nhưng mà cắt xuống còn khoảng 30-35 phút thôi, vì có những cái thời điểm chê khá là nhiều, chê Việt Nam mình khá là nhiều. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả. Xin chào bạn Lê Kim Anh. Người Việt chúng ta rất yêu mến bóng đá, thấy rõ trong việc theo dõi chọn huấn luyện viên đội tuyển. Bạn đâu rồi? Mới đọc cái câu à, đây Lê Kim Anh xong rồi ở dưới. Xin chào chị Nguyễn Thị Kim Ngọc. Chú Hoàng Văn Hội, sao báo chí ít nói về đội tuyển Futsal Việt Nam thế nhỉ Dũng ơi? Dạ. Cái này thì có phân công cho các phóng viên thôi. Nói chung là cũng tùy. Vì như Dũng cũng đã chia sẻ rồi, cái gì làm phải có view. View viết bài công bao nhiêu công sức viết nhưng mà không ai đọc thì không được chấm tiền, không được chấm nhận bút thì cũng chẳng ai người ta mặn mà làm cả. Và thực tế thì Futsal nó cũng là một cái đặc thù, khá là ít view ở trên báo chí chính thống. Xin được chia sẻ. Ít view lắm. Một cái giải đấu đi, trừ khi là lúc mà chúng ta bắt đầu giành vé dự World Cup á, thì lúc đó cái lượng mà người quan tâm á, mới tăng cao, thì lúc đó mới có view. Còn ví dụ mà đá trước giải hoặc là khi mà dự giải á, thì nó cũng phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Mà khán giả thì thường là một là coi luôn qua truyền hình rồi thì thôi, họ không cần phải xem báo nữa. Cho nên là vì vậy mà nhiều báo họ cũng ngại viết cái thông tin này, bởi vì họ biết là viết mà giống như làm không công cho tòa soạn thì họ không làm. Cũng là một cái yếu tố nó vậy. Xin chào bạn Hoa Nguyễn. Dũng ơi, cho anh hỏi là nếu U23 Việt Nam mà vào tứ kết ở vị trí nhì bảng thì khả năng chúng ta sẽ gặp đội ở bảng đấu nào? Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Thì theo cái lịch á, theo thường là ví dụ mà chúng ta ở bảng D thì chúng ta sẽ đá ở bảng, gặp đội ở bảng C. Không biết là cái lịch này nó có đổi lại là B gặp D rồi A gặp C hay không. Cái này thì để Dũng thử search nha. Đợi Dũng xíu. Đây. Ồ, cái này họ không ghi rồi. Đợi Dũng lướt xuống dưới coi. Đây nè. Đây. Rút đi. Rút đi, rút C. Để coi tứ kết coi sao trong này họ không để. Ồ, cái này chắc Dũng phải coi lại điều lệ rồi. Trong AFC họ để tới hết vòng bảng để Dũng vô cái điều lệ. Cả nhà đợi Dũng xíu. Tứ kết nè, nhất A nhì B. Dạ rồi, vậy là C gặp D đó, có cái điều lệ rồi. Dũng thấy rồi.
Dạ, vậy là rõ hơn. Chúng ta sẽ gặp các đối thủ ở bảng C nha cả nhà. Nếu chúng ta vào tứ kết thì chúng ta đang ở bảng D thì sẽ gặp các đối thủ ở bảng C. Bảng C là nhánh gồm có Ả Rập Xê Út, Iraq, Thái Lan và Tajikistan. Dạ, thì nhóm này thì có một đại diện của Đông Nam Á là Thái Lan, nhưng mà có hai đội bóng rất mạnh là U23 Ả Rập Xê Út và U23 Iraq nữa. Nên là không biết người Thái họ có vào được một trong hai vị trí này không. Xem ra là cũng chua lắm. Vào tứ kết thì cũng thấy cũng cái con đường cũng khá là gian truân cho thầy trò anh Hoàng Anh Tuấn. Xin chào bạn Bi Đặng. Chúng ta cần chơi bóng đá nhanh như Nhật Bản, đá trúng cầu môn đối thủ nhiều hơn bạn ơi. Dạ, xin cảm ơn bạn Bi Đặng. Xin chào bạn Đặng Quý, chị An Nguyễn. Chúc em và con gái có ngày sinh nhật vui vẻ. Em cảm ơn chị An Nguyễn rất nhiều ạ. Cảm ơn món quà của chị. Xin chào bạn bóng đá Việt Nam. Chào Ad, chúc Ad buổi chiều vui vẻ. Theo thông tin, những gì huấn luyện viên Đức đó tin có thật không nhỉ Ad? Thực ra thì đây là thông tin mà báo chí đã đưa, thì chắc là bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã cung cấp về cái hồ sơ của một ứng viên, tức là họ nộp cái hồ sơ lý lịch của họ cho liên đoàn đó để tự ứng cử. Mình nghĩ là chính xác đó, nhưng mà việc lựa chọn hay không lại là câu chuyện khác. Xin chào bạn T Pada, xin hỏi bình luận viên sử dụng phần mềm gì quay màn hình ạ? Lúc thì phóng to thu nhỏ, lúc có hình minh họa, ví dụ hình ảnh lớn là đội U23 Việt Nam đang tập luyện, trong khi bình luận viên thu nhỏ hình ảnh và chèn được thêm quảng cáo. Dạ, cảm ơn anh. Mình dùng ứng dụng OBS, OBS Studio. Đây là ứng dụng được sử dụng phổ biến dành cho các vlogger cũng như là các tiktoker, youtuber đó. Thì bọn mình sẽ dùng cái ứng dụng này để chèn chồng các cái đoạn clip minh họa, và đồng thời là cũng có thể là chọn các cái góc để mà đặt camera nữa. Còn cái thiết bị đang quay cho mình là một chiếc iPhone, mình dùng điện thoại là chính. Xin chào anh Hiền Võ. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trục trặc tài chính giống câu lạc bộ Thanh Hóa nữa hả Dũng? Em chưa có thông tin về đội thành phố. Mấy hôm nay em cũng không đi xem nên là cũng không dám trả lời câu này. Không biết là có chuyện gì ạ? Xin chào bạn Huỳnh Hữu Khải. Bạn Hoàng Tú, theo anh Dũng, huấn luyện viên Đức Thắng của Viettel có phù hợp với đội tuyển Việt Nam không? Mình nghĩ là nếu có một huấn luyện viên tạm quyền thì anh Thắng cũng có thể là một ứng cử viên. Dạ, ai cũng có thể là ứng cử viên hết. Nhưng mà bây giờ liên đoàn cũng đã quyết định là chọn huấn luyện viên trưởng luôn, chính thức luôn chứ không có tạm quyền. Cho nên là coi như là các huấn luyện viên nội thì cũng coi như là xong, không chọn đâu, vì liên đoàn sẽ chọn huấn luyện viên ngoại. Xin chào bạn Nga Phạm. Sao tôi muốn gửi tin mà bị loại là sao? Có phải do không theo tư tưởng tân bốc ông sale? Dạ, xin cảm ơn chị Nga Phạm. Không, chị cứ bình luận bình thường thôi, em vẫn đọc. Không biết là anh hay là chị, em vẫn đọc được mà. Còn cái chuyện tân bốc hay không thì em thấy là bình thường, tùy quan điểm của mỗi người thôi. Có người thích thì có người không thích. Có điều là em đọc lên rồi mà em cảm thấy không thích đó, là em block vĩnh viễn luôn đó. Dạ, em xin được nhắc nhở quý khán giả, em mà không thích rồi là em block vĩnh viễn đó. Nhưng mà cũng còn tùy cơn nữa, nên không sao đâu ạ. Xin chào bạn Trần Hải 84. Bóng đá Việt Nam khó mà phát triển được khi một ông chủ cầm nhiều đội bóng phải không Ad? Thực tế thì rất khó để giải được cái câu chuyện này với bóng đá Việt Nam. Và thực tế nữa thì cũng có nhiều cái nền bóng đá nó có cái tác động theo kiểu zigzag nữa. Có những cái câu lạc bộ họ được nhà tài trợ này tài trợ, nhưng mà cũng cái nhà tài trợ đó lại tài trợ thêm cho các câu lạc bộ khác. Nó vẫn xảy ra những cái câu chuyện đó, rất là bình thường trong bóng đá. Bởi vì dù sao thì một cái yếu tố
Mà trước khi xét đến cái mối quan hệ này, mối quan hệ kia thì phải xét đến cái yếu tố đầu tiên, đó là có tài chính hay không. Tại vì bóng đá họ vận hành mà không có tài chính thì làm sao mà vận hành được. Nên cuối cùng vẫn phải phụ thuộc nhiều nhất, đó là cái yếu tố tiền. Không có tiền mà đòi nói chuyện gì, đúng không ạ? Không có tiền làm sao mà hoạt động. Mỗi chúng ta cứ nói về câu chuyện một ông chủ nhiều đội bóng, nhưng đến một thời điểm quanh đi quẩn lại thì chúng ta mới thấy được rằng là cuối cùng thì đến một thời điểm chúng ta sẽ lại nghe những cái thông tin rất là chán, rất là chán luôn. Đó là câu lạc bộ này đang nợ lương, có nguy cơ giải tán, câu lạc bộ kia có nguy cơ rớt hạng vì không có tiền so với các đối thủ, vân vân. Ôi nghe nó chán. Nhưng mà nó là một cái thực tế rất là phũ phàng, không chỉ ở Việt Nam. Không chỉ ở Việt Nam đâu. Ngày thứ hai này cả nhà, mình mời cả nhà cùng xem cái cuộc phỏng vấn của mình với một nhân vật rất thú vị. Không phải là người Việt Nam, nhưng có nhiều câu chuyện liên quan đến bóng đá Việt Nam luôn và liên quan đến bóng đá nước ngoài luôn. Rất thú vị. Xin được chia sẻ cùng với cả nhà. Bây giờ thì Dũng xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý khán giả. Hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Mình tranh thủ tập một chút rồi bắt đầu ra sân để tác nghiệp cái trận đấu ở giải hạng nhì quốc gia. Và hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Chúc cả nhà một buổi chiều bình an, mạnh khỏe. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mở nhãn chai ngay, tin hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn. Dễ